Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với bản tin trưa ngày 13 tháng 4 năm 2024. Ngay sau đây, trân trọng kính mời toàn thể quý vị và các bạn sẽ cùng đến với phần nội dung chi tiết. Arsenal tập trung đua vô địch. Giữa tuần qua, thì pháo thủ đã bị Bayern Munich cầm hòa 2 đều ở sân nhà Emirates tại lượt đi tứ kết Champions League. Giữa tuần sau, hai đội sẽ đá trận lượt về tại Allianz Arena. Xen giữa hai trận đấu này, pháo thủ sẽ phải đụng độ Aston Villa tại vòng bài bảng Premier League. Đối mặt với lịch thi đấu dày đặc khó khăn, nhưng Arteta không xoay tua đội hình bởi trận tiếp đón Aston Villa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cho cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh. Ông đã ngấm ngầm khẳng định sẽ tung ra những con bài tốt nhất với mục tiêu giành chiến thắng. Ngoài ra, trong buổi báo trước trận, Arteta đã yêu cầu các học trò dồn sự tập trung của mình với trận đấu Aston Villa thay vì nghĩ tới trận lượt về tứ kết Champions League. Trận lượt đi với Bayern Munich đã kết thúc, trận lượt về sẽ diễn ra vào giữa tuần tới. Trước mắt chúng tôi là trận đấu với Aston Villa. Chúng tôi chỉ có thể tập trung và dồn toàn lực cho trận đấu này. Sau vòng 32 Premier League, Arsenal đã tái chiếm ngôi đầu bảng của Liverpool. Pháo thủ đang đứng trước cơ hội đăng quang Premier League sau 20 năm chờ đợi. Dù vậy thì Mikel Arteta chưa nghĩ đến viễn cảnh này. Thú thực tôi chưa nghĩ đến điều đó đâu. Điều mà tôi nghĩ là làm thế nào để đánh bại các đối thủ trước mắt cái đã. Chúng tôi phải giành chiến thắng và giữ được vị trí hiện tại. Chức vô địch vẫn còn ở rất xa. Ngôi đầu bảng Premier League đã thay đổi 18 lần nữa. Tôi không rõ điều đó đâu. Hy vọng bảng xếp hạng sẽ giữ nguyên trong 6 tuần còn lại. 18 là con số đẹp đấy, tôi rất thích. Đó từng là số áo của tôi nên hãy giữ lại số 18. Ở lượt đi, Arsenal để thua 0-1 trên sân của Aston Villa. Huấn luyện viên Arteta tỏ ra rất cảnh giác khi nói về đối thủ này. Từ khi Unai đến, Aston Villa đã thể hiện màn trình diễn rất khó tin. Ông ấy đã thể hiện sức ảnh hưởng lớn. Aston Villa hiện đang thi đấu ở Cúp châu Âu. Họ vừa giành chiến thắng với màn trình diễn tốt. Chúng tôi biết đây là đối thủ rất nguy hiểm và sẽ nỗ lực hết mình để giành chiến thắng. Theo lịch, trận đấu giữa Arsenal và Aston Villa thuộc vòng bài 3 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 23:30 đêm Chủ nhật ngày 14 tháng 4. Man City báo tin cực vui. Vào thứ tư vừa qua thì Real Madrid và Manchester City đã cầm chân nhau 3 đều ở tứ kết lượt đi Champions League. Kết quả này giúp cho The Citizen giành chút lợi thế trước trận lượt về vào thứ năm tuần sau. Ở chỗ này, bên cạnh Kevin De Bruyne, Manchester City còn không có được sự phục vụ của Ederson. Thủ thành người Brazil dính chấn thương ở trận hòa Liverpool hôm 10 tháng 3 nên phải nghỉ thi đấu chuyến này. Vào tối mai, Manchester City sẽ đón Luton Town ở vòng bài bảng Premier League. Ở buổi báo trước trận, huấn luyện viên Pep nhiều tóc đã báo tin vui khi cho biết Ederson đã trở lại và sẵn sàng cho đại chiến với Real Madrid vào tuần tới. Ederson vẫn là lựa chọn số 1 của chúng tôi. Cậu ấy đã sẵn sàng cho trận tái đấu với Real Madrid. Ederson cũng có thể ra sân vào ngày mai, nhưng chúng tôi sẽ quyết định sau. Nhiều khả năng báo luyện của Manchester City sẽ để Ederson bắt chính cho trận gặp Luton Town để giúp thủ thành 30 tuổi lấy lại cảm giác bóng. Bên cạnh khả năng phản xạ tốt, Ederson còn xuất sắc ở nhiệm vụ triển khai lối chơi. Anh là mảnh ghép không thể thiếu cho đội hình và cách triển khai của Pep từ ngày đến Etihad hồi năm 2017. Trong quãng thời gian Ederson nghỉ thi đấu, thủ thành số 2 của Man City đó là Steven Ortega đã là người bắt thay. Sau 4 trận thủ môn người Đức để thủ lưới tới 6 bàn. Ở trận gặp Real Madrid, Ortega đã bị ngợp khi nhiều lần chuyền hỏng và để thua 3 bàn. Cũng ở buổi họp báo, huấn luyện viên Pep Guardiola nói rằng sẽ để Rodri nghỉ trận Luton Town sau khi tiền vệ này thừa nhận cảm thấy mệt mỏi và quá tải. Nếu một cầu thủ không muốn thi đấu, cậu ấy sẽ được nghỉ ngơi, người khác sẽ chơi thay. Ten Hag tâng bốc Magai. Sau trận hòa kịch tính trước Liverpool vào cuối tuần trước, Manchester United sẽ có chuyến hành quân đến sân của Bournemouth trong trận đấu thuộc khuôn khổ vòng wild card Ngoại hạng Anh. Phát biểu trong buổi báo trước trận, bên cạnh việc cập nhật tình hình lực lượng, huấn luyện viên Erik ten Hag đã dành lời khen ngợi cho cậu trò Harry Maguire và hé lộ câu chuyện thượng tầng của Manchester United. Chia sẻ về màn trình diễn của Maguire, chiến lược gia Nghệ Lan cho hay: "Chúng ta cần nhìn nhận lại về trường hợp của Harry Maguire. Chúng tôi luôn hài lòng với cậu ấy. Maguire là một thủ lĩnh tuyệt vời, một cầu thủ giỏi và cậu ấy luôn rất thoải mái trong việc triển khai bóng. Với những vấn đề mà hàng phòng ngự đang gặp phải, về tình hình chấn thương, Harry Maguire lại càng quan trọng hơn với đội bóng. Tôi rất hài lòng với Maguire. Chúng tôi cần cậu ấy để giúp đội bóng đạt được những mục tiêu đã đề ra." Harry Maguire được xem là cứu cánh cho hàng phòng ngự của Manchester United trong bối cảnh đội bóng đang thiếu vắng hàng loạt những trụ cột như Jordi Evans, Rafael Varane, Luke Shaw, Malacia, Lindelof hay Lisandro Martinez. Ngôi sao sinh năm 1993 cũng là trung vệ duy nhất còn lành lặn của Quỷ Đỏ. Trước đó, huấn luyện viên Erik ten Hag đã phải đôn tài năng trẻ 19 tuổi có tên mà nhiều người tạm thời chưa nhớ, Kamwala, từ đội trẻ lên đội 1 để chữa cháy. Bên cạnh vấn đề chuyên môn, huấn luyện viên 10 khó cũng được hỏi về câu chuyện thượng tầng Quỷ Đỏ với tâm điểm là sự ra đi của giám đốc bóng đá John Matos. Chia sẻ về vấn đề này, chiến gia Nghệ Lan thẳng thắn: "Chúng ta đang đề cập đến một vấn đề vĩ mô về cấu trúc đội bóng. Cao chủ sẽ phải tìm kiếm người thay thế John Matos trước mùa giải mới. Tôi nhớ John Matos từng ủng hộ tôi rất nhiều khi tôi đặt chân đến đây. Nhưng sau cùng ông ấy đã đưa ra quyết định của riêng mình và tôi tôn trọng điều đó. Chúng tôi có mối quan hệ tốt đẹp khi làm việc cùng nhau. Do đó tôi muốn gửi lời cảm ơn và lời chúc tốt đẹp nhất tới John Matos." Với việc cả Richard Nolan và John Matos, những người đưa Erik ten Hag về Man United đều đã ra đi, tương lai của nhà cầm quân 54 tuổi đều đang bị đặt dấu hỏi lớn.
Thưa quý vị, hiện tại MU chỉ còn duy nhất đấu trường FA Cup để cạnh tranh danh hiệu. Trong khi đó tại ngoại hạng Anh, Quỷ Đỏ đang đứng ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng và cách top 4 tới 11 điểm. Nếu không thể giúp Manchester United giành vé dự Champions League mùa tới, nhiều khả năng huấn luyện viên Erik ten Hag sẽ phải ra đi. Mason Greenwood bị định giá phi thực tế. Theo nguồn tin từ Mark Ogden, việc Man United định giá ngôi sao người Anh đang hợp lý so với tình hình chung. Gỗ xanh đang nổi lên như một trong tiền đạo được săn đón nhất châu Âu vào thời điểm hiện tại. Ngôi sao người Anh rời Manchester United vào mùa hè năm ngoái để gia nhập Getafe theo dạng cho mượn. Tại đây, Greenwood đã thể hiện màn trình diễn ấn tượng, đóng góp quan trọng giúp đội bóng La Liga chiếm được một vị trí ổn định tại đấu trường quốc nội. Chính vì vậy, tiền đạo xưa 2K1 nhận về sự quan tâm từ nhiều đội bóng lớn. Thời gian qua, thì Barcelona hay Juventus đều dồn sự quan tâm dành cho Mason Greenwood. Tuy nhiên, theo nguồn tin từ Mark Orden, việc Man United định giá chân sút người Anh với mức giá khoảng 30 triệu bảng không thực tế. Bởi trong bối cảnh hầu hết các câu lạc bộ rơi vào cơn khủng hoảng tài chính, họ khó có thể đủ chi trả ngay cả khi rất muốn chiêu mộ Greenwood. Một số mặt báo cho rằng thay vì bán thẳng Greenwood, Man United đang muốn đưa cầu thủ này trở thành một phần trong thỏa thuận đàm phán để đưa lấy trung vệ đang thi đấu cho Juventus, đó là Bremer. U23 Việt Nam trẻ nhất bảng đấu. Như thông tin trước đó chúng tôi đã đưa, trang chủ của AFC đã công bố danh sách 23 cầu thủ của 16 đội tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2024. Tuy nhiên, đây mới chỉ là danh sách sơ bộ và U23 Việt Nam hay các đội khác vẫn có thể thay đổi trước một ngày khi trận đấu mở màn của mình diễn ra. Dựa vào danh sách này, thì Shishio cũng đã đưa ra những thông số về độ tuổi trung bình của 16 đội tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2024 trên đất Qatar. U23 Việt Nam chúng ta bất ngờ là đội có độ tuổi trung bình trẻ nhất, đó là 20,21, vừa đủ để xếp trên U23 Indonesia 20,56. Về phía các đại diện đông nam á khác còn lại, thì Malaysia có độ tuổi trung bình là 21,3, trong khi Thái Lan là top 3 đội già nhất với 21,43. U23 Việt Nam chỉ có 9 cầu thủ xem 2K1, nhưng có tới 10 gương mặt sinh từ 2003 đến 2005. Trong đó hai cầu thủ Nguyễn Mạnh Hưng và Nguyên Hoàng là hai cầu thủ trẻ nhất trong danh sách của đội tuyển U23 Việt Nam tập trung chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á khi đều xem 2K5. Mạnh Hưng và Lê Hoàng từng là hai cầu thủ được huấn luyện viên Anh Tuấn lựa chọn đưa sang Đức tập huấn cùng U17 Việt Nam. Hai cái tên này đã từng tham dự vòng chung kết U20 châu Á 2023 và giành chức vô địch U23 Đông Nam Á cùng với thuyền trưởng người Khánh Hòa. Trong khi đó, cầu thủ trẻ nhất vòng chung kết U23 châu Á 2024 đó là Wang Chudong của U23 Trung Quốc. Tiền đạo 17 tuổi này được đánh giá rất cao về mặt tài năng khi sinh ngày 23 tháng 11 năm 2006, nhưng đã thường xuyên được ra sân trong máu của câu lạc bộ Chiết Giang. Chiều cao trung bình của U23 Việt Nam ở giải đấu này là 1,763m. Điều bất ngờ là U23 Việt Nam có chiều cao trung bình nhỉnh hơn cả Coes và Malaysia, hai đối thủ nằm cùng bảng đấu. Tuy nhiên, so với mặt bằng 16 đội còn lại, U23 Việt Nam vẫn là đội thấp thứ 3. Tình cờ khi ba đội có thể hình thấp nhất lần lượt là Coes, Malaysia và Việt Nam nằm chung bảng D. Thưa quý vị và các bạn, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại bản tin trưa ngày hôm nay của TVS Vlogs. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo của chúng tôi.